các siêu sao sao hỏa cao bằng khi con người cho thấy hành tinh đang định hình lại cảnh quan của nó, những gợn sóng cát khổng lồ đang di chuyển trong vùng cực bắc của hành tinh. Những bức ảnh tĩnh về sao hỏa từ trên cao và trên mặt đất có xu hướng làm cho hành tinh đỏ trông giống như một nơi không thay đổi. Nghiên cứu mới về siêu gợn sóng trên sao hỏa cho thấy cách sao hỏa đang tự phục hồi khi các thành tạo cát này di chuyển theo gió. Một bài báo được xuất bản trên tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý. Các hành tinh vào cuối năm ngoái mô tả các siêu gợn sóng là các dạng địa hình do gió điều khiển riêng biệt xuất hiện trên bề mặt trái đất và sao hỏa. Thường có kích thước giữa các gợn sóng nhỏ hơn và các đụn cát lớn hơn. Chúng có thể cao bằng một người. Nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh từ máy ảnh HIRAI của Quỹ đạo do thám sao hỏa của NASA để điều tra các cánh đồng cồn cát ở vùng cực bắc của hành tinh này. Tác giả chính Matthew Choynacki trong một tuyên bố của Viện Khoa học Hành tinh hôm thứ Tư cho biết, Megari gợn sóng được tìm thấy phổ biến khắp khu vực và di cư với tốc độ tương đối cao so với các địa điểm khác trên sao hỏa ở vĩ độ thấp hơn. Các nhà nghiên cứu ban đầu nghĩ rằng các siêu gợn sóng trên sao hỏa là di tích từ quá khứ, giống như các tác phẩm điêu khắc tĩnh còn sót lại từ thời hành tinh này hoạt động mạnh hơn về mặt địa chất. Có vẻ như những hạt thô tạo nên những gợn sóng sẽ quá khó để di chuyển theo gió sao hỏa. Nhưng một nghiên cứu năm 2020 cho thấy một số siêu gợn sóng của sao hỏa gần đường xích đạo đang di chuyển. Bài báo mới bổ sung thêm cho các nhà khoa học hiểu biết về những gì đang xảy ra với những hình thành gần cực này. Tàu quỹ đạo của NASA đã cung cấp cho Choynacki những hình ảnh có giá trị 6 năm sao hỏa, 13 năm trái đất để làm việc cùng. Ông nói, chúng tôi nhận thấy bầu khí quyển mỏng của sao hỏa có thể huy động một số siêu gợn sóng hạt thô. Đảo ngược những quan niệm trước đây rằng đây là những địa mạo di tích tĩnh từ khí hậu trong quá khứ, ông nói. Các siêu gợn sóng dường như ngủ đông trong mùa đông vùng cực khi carbon dioxide và băng nước bao phủ mặt đất nhưng lại di chuyển trong thời gian có gió vào cuối mùa xuân và mùa hè. HIRAI đã cung cấp bằng chứng về những thay đổi đối với cảnh quan của sao hỏa. Từ những dấu vết giống như dấu móng vuốt do quỷ bụi để lại cho đến những thay đổi băng giá trong miệng núi lửa Happy Face. Các siêu gợn sóng chuyển động là minh chứng mới nhất cho khả năng đón nhận sự thay đổi của hành tinh đỏ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!